Chào các bạn, mình là Sơn Tinh TV. Hôm nay mình xuống vô chùa Bình La ha. Thì mình quay có gặp sư thầy, cũng là kênh của thầy là tên Trà Vinh Traditional các bạn. Thì rất mong các bạn mình cùng nhau tương tác các bạn. Thì ghé xem kênh của thầy rồi cùng nhau phát triển, thì mình đăng ký qua lại ha các bạn. Thì trong này thì Sơn Tinh rất cảm ơn tất cả anh chị em đã luôn luôn đồng hành cùng Sơn Tinh. Hôm nay cũng mình rất mong cùng nhau để phát triển thì giúp cho kênh thầy ha. Kênh thầy cũng nay cũng đã lớn lắm rồi các bạn. Cũng được BKT rồi nhưng mà còn vẫn thiếu 10 đô á. Thì xem quảng cáo giùm ha các bạn. Thôi thì bây giờ mình sẽ quay màn hình lại để mà quay toàn cảnh trong chùa cho các bạn xem ha. Chào các bạn, mình là Sơn Tinh TV, chúc bạn nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Hôm nay là ngày năm Tây tháng 7 năm 2020, cũng là ngày rằm tháng 5, nhân dịp chùa Bình La làm lễ dâng cây đèn cầy vô chùa để cho các vị sư để an cư kết hạ các bạn. Thì Sơn Tinh xuống thực hiện video này, mời các bạn cùng xem ha. Phía trước mình là cái cổng chùa. Chùa Bình La thì được xây dựng vào năm 1556. Thì phía đây thì có cái cây dầu rất là to các bạn. Giờ mình sẽ đi vào phía trong các bạn. Đợi khi nào mà bên Phật tử dân cây đèn cầy vô thì mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ông đại lợi mình đó, ông đại lợi mình nó thiệt là khỏi. Thôi bây giờ của Sơn Tinh tới đây là kết thúc rồi. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Sơn Tinh TV và chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống.